Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự trưa hôm nay, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các cái tin tức liên quan tới tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt Nam và các cái tin tức quốc tế nổi bật. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tới với quý vị rất nhiều các cái tin tức liên quan tới tình hình chính trường Việt Nam. Những cái bài bình luận liên quan tới việc ông Trần Tuấn Anh đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn cho thôi giữ chức đại biểu Quốc hội, và rõ ràng theo giới phân tích, cuối cùng Trần Tuấn Anh đã được hạ cánh an toàn. Một cái điểm đáng chú ý thưa quý vị, đó là ngày hôm qua, ông Võ Văn Tường và Bộ trưởng Công an Tô Lâm có tới thăm ông Trần Đức Lương, cha đẻ của Trần Tuấn Anh tại Tư Gia. Những cái điều vừa kể liên quan gì tới những cái đồn đoán cho rằng Trần Tuấn Anh đã mất tới 200 triệu đô la cho Tô Lâm? Thưa quý vị, đó là những cái đồn thổi, không có những cái dữ liệu chính xác. Trong khi đó, như quý vị đã biết, các cái cựu quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất lớn trong việc cơ cấu nhân sự cấp cao. Và thưa quý vị, một cái nội dung đầu tiên liên quan tới trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chống tham nhũng, mà nhiều quý vị đã biết, ông Nguyễn Phú Trọng có một chủ trương xử lý đối với lãnh đạo tham nhũng của Việt Nam theo lối được cho là nhân văn, cho phép nộp tiền khắc phục hậu quả. Theo giới phân tích, đó là cách đàn làm tiền của các cơ quan chức tham nhũng, đồng thời hợp pháp hóa cho quan chức tham nhũng sử dụng những cái đồng tiền tham nhũng để chạy án. Và thưa quý vị, một cái nội dung thứ hai, đó là cái bài bình luận liên quan tới việc xử lý ông Trần Tuấn Anh, và điều đó liên quan gì tới cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng sẽ làm cái người chủ công dẫn đầu. Theo giới phân tích, Bộ trưởng Công an Tô Lâm có cái khả năng rất sáng. Trong một cái cuộc họp Quốc hội ngày hôm qua, người ta chú ý tới cái hình ảnh ông Võ Văn Thường bắt tay Bộ trưởng Công an Tô Lâm bằng hai tay, tương tự như Phạm Minh Chính. Những cái điều vừa kể được cho là những cái dấu hiệu cho thấy Tô Lâm đang lên và dẫn đầu cuộc đua. Và thưa quý vị, ngoài ra còn có các cái tin tức liên quan tới tình hình kinh tế Việt Nam, và chương trình hôm nay sẽ được kết thúc bằng bản tin chiến sự Ukraine. Và như thường lệ, chúng tôi tới với quý vị các cái thông tin liên quan tới chương trình thời sự. Một cái bản tin thời sự đầu tiên không thể bỏ qua, đó là câu chuyện cựu ủy viên Bộ Chính trị ông Trần Tuấn Anh đã thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Truyền thông nhà nước đưa tin cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 5 tháng 2 đã họp và thông qua một nghị quyết cho ông Trần Tuấn Anh, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban Kinh tế Trung ương, thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì những sai phạm trong thời kỳ ông Trần Tuấn Anh còn là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Truyền thông nhà nước cho biết Tổng thư ký Quốc hội ông Bùi Văn Cường đã đưa ra những thông báo về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Tuấn Anh, đại biểu Quốc hội của tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, ngày 30 tháng Giêng, ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Vào hồi đầu tháng Giêng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Trần Tuấn Anh cùng các ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, về những cái sai phạm trong quản lý điện và xăng dầu trong giai đoạn 2016-2026. Những cái sai phạm vừa kể được ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó có thể khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tới tiền tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội. Và điều đó đã khiến cho dư luận hết sức bức xúc, ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, Bộ Chính trị sau đó đã họp và quyết định chỉ kỷ luật khiển trách đối với ông Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng
nhưng không đề cập tới hình thức kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh. Ông Trần Tuấn Anh sinh năm 1964, được biết là con của cựu chủ tịch nước ông Trần Đức Lương, một người có ảnh hưởng đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Trần Tuấn Anh từng là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Sau khi thôi chức Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh được ông Nguyễn Phú Trọng ưu ái điều về làm trưởng ban kinh tế Trung ương. Sau Đại hội 13 từ tháng 2 năm 2021 cho đến khi ông Trần Tuấn Anh có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vào ngày 31 tháng 1 vừa qua. Và thưa quý vị, liên tục chương trình chúng ta chuyển sang nội dung bản tin thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Ông Đặng Đình Bách, người đang thụ án tù 5 năm, tuyên bố tuyệt thực từ ngày 2 tháng 2 để tiếp sức bạn tù cùng phòng là Trần Huỳnh Duy Thức nhằm đòi quyền lợi của tù nhân, cũng như phản đối việc bị đối xử hà khắc bởi cán bộ trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người chỉ còn hơn một năm nữa sẽ mãn án tù 16 năm, cũng đã tuyệt thực từ ngày 27 tháng 1 để phản đối căng tin từ chối bán thức ăn cho ông, trong khi ông cùng ba bạn tù khác ở cùng phân trại 1 không nhận thức ăn của trại giam từ tháng 9 năm 2023. Trong cuộc thăm gặp ngày 1 tháng 2, bà Trần Phương Thảo được chồng là luật gia Đặng Đình Bách chia sẻ kế hoạch của ông. Anh Bách tuyên bố là sẽ bắt đầu tuyệt thực từ ngày 2 tháng 2, bởi vì trại 6 đã không tuân thủ pháp luật, không đảm bảo quyền của tù nhân. Bà Thảo ngày 2 tháng 2 cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do biết, mặc dù cán bộ trại giam kiểm soát chặt chẽ cuộc trò chuyện giữa hai người, thế nhưng ông Bách vẫn chia sẻ được lý do vì sao ông lại làm như vậy. Bà thuật lại thông tin nghe từ chồng. Anh Thức, anh ấy đã nhịn ăn từ ngày 27 tháng 1 và bây đến hôm nay anh mệt lắm rồi, anh ấy yếu lắm và có những lúc lại thấy anh không thở được, thì anh Bách khuyên anh Thức dừng tuyệt thực từ hôm nay. Anh Bách muốn tiếp xúc để anh ấy có thể thuyết phục được anh Thức là hãy dừng cái việc đấy, thì anh ấy sẽ tiếp xúc để vẫn giúp đạt được cái mục đích. Bên cạnh lý do trên, ông Bách cũng muốn phản đối việc trại giam không bảo đảm quyền lợi trong việc gửi thư và gọi điện về nhà, cũng như căng tin của trại giam không bán rau và hoa quả cho ông. Ông Bách cho vợ biết trong tháng 12 năm 2023, ông viết hai bức thư gửi về cho gia đình, nhưng cho đến nay gia đình vẫn chưa nhận được. Cuối tháng 1 vừa qua, ông đăng ký gọi điện về cho gia đình, nhưng trại giam chỉ cho phép ông gọi điện về để trao đổi thông tin về sức khỏe. Trong khi ông muốn nói những nội dung mà pháp luật không cấm, do ông không đồng ý nên trại giam đã cắt quyền được gọi điện về nhà. Bà Thảo cho biết, từ tháng 9, ông Bách cùng ba bạn tù chính trị khác trong phân trại 1 không nhận khẩu phần ăn từ trại giam. Ông chỉ ăn thức ăn khô từ gia đình gửi vào và muốn mua thêm rau và trái cây từ căng tin của trại giam. Tuy nhiên, căng tin luôn trả lời không có hàng để bán cho nhóm tù nhân chính trị này. Ông cho rằng đây là sự trù dập của cán bộ trại giam đối với bốn người tù bất khuất, luôn phản đối sự đối xử vô nhân đạo của cơ sở giam giữ. Trại giam còn không cung cấp nước sôi để ông Bách có thể chế biến đồ khô như bột đậu, bún miến khô v.v. mà gia đình gửi vào, buộc ông phải dùng nước lạnh trong điều kiện mùa đông rét mướt ở khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An. Tuyên bố sẽ tuyệt thực đến cùng để đòi quyền lợi, ông Bách nói với vợ. Nhà nước Việt Nam trên tinh thần xây dựng nhà nước pháp quyền cần đảm bảo thực thi nghiêm túc hiến pháp và pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người, điều mà bấy lâu nay tạo ra những bức xúc và bất công trong toàn xã hội nói chung và những người đang bị giam giữ nói riêng. Phóng viên không thể liên lạc được với trại giam số 6 qua điện thoại để hỏi về tình hình của ông Bách và ông Thức, cũng như kiểm chứng tố cáo của hai ông. Giới chức ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 2 đề nghị phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của hai nước theo luật quốc tế và không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Truyền thông nhà nước hôm 5 tháng 2 cho biết lời đề nghị này được Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đưa ra trong cuộc hội đàm với trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung. Đây là họp bàn giữa hai nước để bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong năm 2024 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc. Trong cuộc họp này, hai bên đã thảo luận các vấn đề trên biển và nhất trí thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, phát huy hiệu quả các cơ chế đàm phán, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển theo nguyên tắc tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau. Hai phía cũng cam kết thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC,
phấn đấu sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực. Theo báo Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã đề nghị hai bên tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của nhau theo luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, xử lý thỏa đáng vấn đề tàu cá, ngư dân, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực. Trên thực tế, trong nhiều tháng qua, Trung Quốc liên tục điều các tàu hải cảnh, dân quân biển và tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế phía nam của Việt Nam, theo các dữ liệu quan sát về tàu biển được ghi nhận. Trong đầu năm nay, Đài Á Châu Tự Do đã đưa tin về việc Trung Quốc điều tàu tuần tra lớn nhất nước này vào khu vực bãi Tư Chính 3 lần trong vòng 1 tháng. Đáng chú ý là tàu này vào vùng biển của Việt Nam vào khi Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Hà Nội vào hồi đầu tháng 12. Trung Quốc là nước đòi chủ quyền phần lớn diện tích vùng Biển Đông dựa theo đường đứt khúc 9 đoạn mà sau này Bắc Kinh tăng lên thành 10 đoạn mà nước này tự vẽ ra trên biển. Tòa trọng tài quốc tế trong một phán quyết hồi năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lệ của đường này, nhưng Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết này. Cũng trong cuộc họp của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, phía Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc giải quyết một loạt các vấn đề khác về quan hệ kinh tế hai nước. Theo truyền thông trong nước, phía Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông sản của Việt Nam, tạo điều kiện sớm thành lập các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu, Thành Đô và Nam Kinh, sớm đàm phán ký kết thỏa thuận khung về thương mại gạo. Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng đề nghị Trung Quốc sớm giải quyết những khó khăn tồn đọng liên quan đến hàng loạt các dự án có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc đã bị kéo dài nhiều năm, bao gồm dự án công nghiệp như mở rộng giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc. Đây là các dự án vay vốn Trung Quốc có sự tham gia của các nhà thầu Trung Quốc nhưng đã không thể hoàn thành trong nhiều năm. Thậm chí, phía Việt Nam đã cân nhắc việc kiện Tổng thầu Trung Quốc ra tòa hoặc trung tâm trọng tài quốc tế. Việt Nam trong năm 2023 đã vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia xuất khẩu nhiều nhất các mặt hàng dệt may sử dụng lao động cưỡng bức người Uyghur, Duy Ngô Nhĩ và Mỹ, theo số liệu của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vượt Trung Quốc trong lĩnh vực này kể từ năm 2021, khi Hoa Kỳ thông qua đạo luật bảo vệ lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ, UFLPA. Đạo luật được bắt đầu áp dụng vào tháng 6 năm 2022. Trong năm 2023, các mặt hàng giày dép, dệt may xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đạt hơn 19 triệu đô la. Trong số này, có hơn 10 triệu đô la trị giá hàng hóa đã bị phía Mỹ từ chối, theo số liệu của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ. Trung Quốc đứng thứ hai sau Việt Nam với trị giá hàng dệt may và giày dép xuất khẩu vào Mỹ năm 2023 là gần 18 triệu đô la. Trong số này, có hơn 1 triệu đô la trị giá hàng hóa bị từ chối. Việt Nam xuất khẩu tổng số 398 lô hàng dệt may và giày dép vào Mỹ trong năm 2023. Trong số này, có 242 lô hàng bị từ chối, 45 lô hàng vẫn đang chờ xem xét. Ngoài các mặt hàng dệt may và giày dép, các mặt hàng điện tử và vật liệu chế tạo công nghiệp của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ cũng bị từ chối do sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Theo số liệu mới công bố của chính phủ Mỹ, trong tổng số 1.773 lô hàng xuất vào Mỹ của Việt Nam, có 1.095 lô hàng bị từ chối, 171 lô hàng vẫn đang chờ xem xét. Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương để sản xuất vật liệu sợi bông cho ngành dệt may và polysilicon được sử dụng trong các tấm quang điện. Hồi tháng 11 năm ngoái, Reuters loan tin cho biết Việt Nam đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn của Mỹ về lao động cưỡng bức Trung Quốc. Nước này đứng thứ hai sau Malaysia về các lô hàng bị Mỹ kiểm soát và từ chối. Chính phủ Việt Nam hiện chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin mới này. Các quý vị, liên tục chương trình chúng tôi chuyển sang một cái bài bình luận liên quan tới việc chống tham nhũng của Tổng Bí thư, lý do vì sao đã thất bại. Một cái lý do theo giới phân tích cho rằng việc áp dụng những cái án nhân văn, tức là tha bổng cho các cái quan chức tham nhũng bằng cách cho họ nộp lại những cái tài sản tham nhũng để giảm nhẹ tội, và điều đó đồng nghĩa cái việc khuyến khích việc chạy án. Một cái câu hỏi đặt ra hiện nay đang có bao nhiêu các cái đảng viên quan chức lãnh đạo từ thượng tầng kiến trúc tới hạ tầng cơ sở
mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan liên quan tới tham nhũng. Còn số đó là bao nhiêu, hàng trăm hay hàng ngàn, hàng chục ngàn, muốn biết không khó, cũng không thể, cho dù có tìm kiếm trên mạng của công cụ Google, vì con số đó tiếp tục thay đổi liên tục. Muốn biết những con số chính xác, người ta phải update hàng ngày, bởi vì một cái công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng thất bại, càng chống tham nhũng càng gia tăng. Và điều đó nó không khác gì nhiều bắt ruồi trên những cái xác chết của súc vật. Đó là số ruồi bị bắt được đã rất lớn, nhưng cái số trứng ruồi đẻ ra thì vô phương. Trong khi đó truyền thông nhà nước chỉ quảng cáo công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giành được hết thắng lợi này tới thắng lợi khác. Như truyền thông nhà nước chỉ được cho phép tham dự các phiên xử tham nhũng và họ có thể ghi nhận cũng như khai thác thêm những phần tranh luận tại tòa, ví dụ như câu chuyện cựu trưởng phòng điều tra Bộ Công an ông Hoàng Văn Hưng khẳng định trong cái vali mà anh ta nhận từ thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn chỉ là 4 chai rượu vàng chứ không phải 450.000 đô la. Và cuối cùng Hoàng Văn Hưng đã nhận tội và được giảm án từ trung thân xuống bản án 20 năm. Qua đó cho thấy sự thay đổi của các cái bản án quá dễ dàng. Đó là chưa kể trong các phiên tòa xét xử các cái quan chức tham nhũng, tòa biện các cái lý do gia đình có công với cách mạng, về chuyện nộp tiền khắc phục hậu quả để giảm án cho các cái bị án làm cái điều không thể chấp nhận. Theo dư luận xã hội cho rằng chuyện các cái quan chức gia đình có công với cách mạng thì thử hỏi có quan chức nào, đặc biệt các cái loại cán bộ do trung ương quản lý hiện nay, họ đều phải xuất phát từ những cái thành phần có công với cách mạng, trong khi những cái thành phần đó được coi là những cái thành phần ưu tú, được đảng đào tạo đặc biệt để lãnh đạo, mà Nguyễn Phú Trọng gọi là các cái cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt. Tại sao lại để xảy ra một cái tình trạng phạm pháp như vậy? Tại sao lại sử dụng một cái điều kiện gia đình có công với cách mạng để giảm tội? Những cái điều vừa kể so sánh với những thể chế chính trị dân chủ hiện nay cho thấy Cộng sản Việt Nam không sử dụng nhân tài, không sử dụng những cái người có đức, mà người ta chỉ sử dụng những cái nhân vật trong phe cánh của ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là lý do rất nhiều người đã tạo ra những cái thiệt hại rất lớn cho nhà nước về kinh tế cũng như uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi trong các cái thể chế dân chủ, những cái chính trị gia do nhân dân lựa chọn, trở lại cái tình trạng nộp tiền sẽ được giảm án, theo dư luận xã hội cho rằng việc các cái đảng viên dùng hàng triệu đô la để chạy trọt vào các chức vụ mà người ta gọi là cái quy định chạy chức, đây là cái vòng xoáy khiến cho các cái quan chức Việt Nam lao vào như thiêu thân. Ban đầu các cái quan chức ít vốn chạy những cái chức thấp, sau đó ngồi vào những cái ghế lãnh đạo, họ tham nhũng và lấy tiền tiếp tục ngồi những cái chức vụ cấp cao hơn. Chức vụ béo bở thì có nhiều cơ hội tốt hơn để vơ vét tham nhũng làm giàu. Vì mục đích của các cái quan chức Việt Nam hiện nay là làm giàu thì rõ ràng họ phải đưa hối lộ và nhận hối lộ là cái điều đương nhiên. Trở lại cái câu chuyện cho phép các cái quan chức cấp cao nộp tiền khắc phục hậu quả, đây là một câu chuyện mới xảy ra từ đầu năm 2023, và rõ ràng trước đó chưa có, và rõ ràng công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thất bại, tài sản tham nhũng không thu hồi được. Đó là lý do Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản của ông nghĩ ra một cái cách, đó là nộp tiền khắc phục hậu quả. Theo giới phân tích, đó là cái cách đảng làm tiền quan chức tham nhũng hay hợp pháp hóa cho chúng dùng tiền để chạy án, bởi vì những cái đồng tiền đó là tiền của nhân dân, của ngân sách, vậy mà lại được sử dụng để cho chạy án trong các phiên tòa như chuyến bay giải cứu hay đại án Việt Á vừa qua, trong khi những số tiền lẽ ra phải thu hồi chưa thấy ai công bố. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông đã cho rằng đó là cái điều thể hiện tính nhân văn, nên trước tòa các cái quan chức tham nhũng kể lệ công trạng
xin tha thứ, xin khoan hồng, xin lỗi đảng, mong được giảm án, để sớm trở về chăm sóc cha mẹ già yếu, con thơ bệnh tật vân vân và vân vân. Sau khi nộp số tiền khắc phục hậu quả, mà chính là những cái đồng tiền tham nhũng mà thôi. Tất cả những cái điều vừa kể bởi lý do tòa án là của đảng, đảng sự đảng viên. Tòa án của Việt Nam hiện nay thực hiện các bản án bỏ túi theo chỉ đạo, không có cái sự độc lập của ngành tư pháp. Vì thế các đảng viên, vì thế hội đồng xét xử luôn luôn nhắc nhở về những cái điều được cho là gia đình có công với cách mạng, về công trạng trước đó, về tiền khắc phục hậu quả để giảm án. Theo giới phân tích nhấn mạnh tính nhân văn của các viên xét xử cho các quan chức tham nhũng gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã quên rằng ông từng tuyên bố không có vùng cấm, không có vùng tránh và xử lý nghiêm đối với các cái quan chức tham nhũng. Đến bây giờ, những cái điều ông Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn nó không phải là những cái điều mà chúng ta thấy. Dù rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ghi trong hiến pháp rằng Đảng Cộng sản Việt Nam làm cái lực lượng chính trị lãnh đạo toàn diện, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố rằng việc tuyển lựa các nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương làm cái điều tối quan trọng, kiên quyết không đưa các cái lãnh đạo có biểu hiện tham nhũng, tham vọng quyền lực vào Ban Chấp hành Trung ương. Và rõ ràng tất cả các cái nhân sự vô cùng quan trọng đó đều do tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp tuyển chọn theo các cái quy trình mà ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng 5 bước, 7 bước rất khoa học. Đó là lý do công luận thấy rằng chính ông Nguyễn Phú Trọng làm cái người chọn cùi, rồi cũng ông Nguyễn Phú Trọng làm cái người đốt lò. Đây là những cái hệ quả của một cái thể chế chính trị độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và rõ ràng đơn giản như thế, tại sao Nguyễn Phú Trọng không hiểu? Trong khi thể chế chính trị cộng sản nó đã sụp đổ, tại cái người của nó là Liên bang Xô Viết và các cái nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước, và bản thân Nguyễn Phú Trọng cũng từng tuyên bố đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội. Và tất cả những cái điều đang diễn ra trong công cuộc chống tham nhũng hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng hầu như không chịu trách nhiệm. Và một khi ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam không nhận trách nhiệm thì đảng viên cũng không nhận trách nhiệm. Những ai nhận trách nhiệm xin lỗi nhân dân trở thành những cái kẻ ngu, do đó họ làm ngơ, họ chạy chức chạy quyền vẫn như trước. Bởi một cái lý do đã tốn tiền chạy chức thì phải thu hồi vốn, và lời càng nhanh càng tốt. Khi bị phát hiện sẵn sàng nộp tiền khắc phục hậu quả, đó là lý do các quan chức Việt Nam tuyên bố trước tòa, đèn thì phải chấp nhận, chiếu đỏ thì quên đi. Họ đã coi nghề làm quan, đó là cái vấn đề như đánh bạc. Và kết quả ai cũng thấy tham nhũng tiền chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ, nhưng nhận những cái án nhẹ nhàng như Chu Ngọc Anh mới đây làm cái bản án công luận không chấp nhận. Và đó là Chu Ngọc Anh làm thất thoát của nhà nước 18,8 tỷ đồng và nhận hối lộ, bị bắt quả tang tới 200.000 đô la vậy mà nhận một cái bản án 3 năm tù, không ai có thể chấp nhận. Đó là lý do vì sao The Economist mới đây trong cái bài phân tích về chính trị Việt Nam đã đưa ra cái lời khuyên đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đấy, Economist, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải chấm dứt một cái tình trạng lãnh đạo chống tham nhũng hiện nay, và tốt nhất ông Nguyễn Phú Trọng nên rút lui để cho Đảng Cộng sản Việt Nam chọn lựa một cái nhân sự kế nhiệm có thực tiễn hơn. Theo giới phân tích, những cái điều kể trên không đơn giản như vậy, mà còn rất nhiều những cái vấn đề đằng sau cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng nếu chấp nhận rời bỏ quyền lực tại cái thời điểm hiện nay làm cái điều không hề dễ, bởi lý do không đơn giản là chuyện không có người thay thế cho Nguyễn Phú Trọng, mà vấn đề là người thay thế cho Nguyễn Phú Trọng ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư có đảm bảo cho Nguyễn Phú Trọng an toàn về tài sản tính mệnh sau khi hạ cánh hay không. Theo giới quan sát tại Hội nghị Trung ương 8 trong phiên bế mạc,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên đã thừa nhận ông sẽ nghỉ khi hết nhiệm kỳ Đại hội 13 với lý do tuổi đã cao, và ông Trọng thừa nhận ông đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ. Trong khi đó, giới thạo tin khẳng định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn, thậm chí không bao giờ muốn nghỉ, mà Nguyễn Phú Trọng muốn ngồi trên chiếc ghế Tổng Bí thư cho tới hết đời. Với lý do hơn 10 năm trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng đã gây lắm thù chuốc lắm oán từ các đồng chí trong đảng của mình, đặc biệt các nhân sự cao cấp. Hơn bao giờ hết, tại cái thời điểm hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã và đang nghĩ tới một cái kỷ luật, đó là cá ăn kiến hôm nay rồi ngày mai kiến sẽ ăn cá. Công tác tổ chức nhân sự dưới sự chỉ huy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cái nhiệm kỳ Đại hội 12, Đại hội 13 đã cho thấy rơi vào cái tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Số lượng các ủy viên trung ương, lãnh đạo cấp cao lũ lượt sát tay nhau vào tù mấy năm gần đây, lớn cả về số lượng lẫn quy mô trước tước, và điều đó cho thấy chất lượng nhân sự do trưởng tiểu ban Nguyễn Phú Trọng chọn lựa rất có vấn đề, và những cái yếu tố chủ quan do Nguyễn Phú Trọng gây ra trong tương lai, theo giới phân tích, một cái khả năng dễ dàng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị các đối thủ chính trị khi nắm được quyền lực sẽ hồi tố, và cái khả năng rất cao. Đó là lý do theo giới quan sát, những nhân sự kế cận thay cho Nguyễn Phú Trọng cũng như bộ máy tứ trụ mà ông Trọng mong muốn và với sự an toàn tuyệt đối cho ông Trọng sau khi nghỉ hưu, để không bị các thế lực kình địch trong đảng hồi tố. Theo giới phân tích nhận định cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực xây dựng một cái kiếp lãnh đạo cho Đại hội 14 tới đây. Đó là những cái người ông Nguyễn Phú Trọng có thể điều khiển được. Đó là 2/3 các ủy viên Bộ Chính trị và tuyệt đối 4/4 các nhân vật tứ trụ của Đại hội 14. Để ông Trọng tiếp tục phùng loát và điều khiển được họ, mạnh như thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới ăn ngon ngủ yên. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng một cái mối nguy cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là sự trỗi dậy của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một cái nhân vật được đánh giá đang ủ mưu và đang cố gắng giành ngôi đoạt vị với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cái câu chuyện không thể bỏ qua. Dư luận xã hội cho rằng lâu nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một cái biệt danh, đó là Trọng Lũ, không biết do ai đặt. Và rõ ràng cho tới ngày hôm nay, người ta thấy những cái nhận định cho rằng Nguyễn Phú Trọng đúng lẫn là cái điều hoàn toàn sai lầm. Nguyễn Phú Trọng như một cái con cáo ranh mà, sử dụng những cái chiêu thức được cho là hạ đẳng, không xứng tầm một cái lãnh đạo của một cái đất nước có 100 triệu dân như chúng ta đã thấy. Đặc biệt vấn đề nhân sự, ông Nguyễn Phú Trọng lựa chọn những cái người có lợi nhất cho ông và phe đảng của ông mà thôi. Thưa quý vị, liên quan tới việc ông Trần Tuấn Anh bị kỷ luật, nhưng thực chất thông cáo báo chí của Ban Chấp hành Trung ương đưa ra ngày 31 tháng Giêng vừa qua cho thấy Trần Tuấn Anh đã được chạy tội một cách hoàn chỉnh và hạ cánh an toàn. Những cái kết luận của Ban Chấp hành Trung ương đưa ra hoàn toàn mâu thuẫn với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đó, cho rằng Trần Tuấn Anh đã có những sai phạm rất nghiêm trọng, gây ra những thiệt hại rất lớn cho tài sản của nhà nước, không có khả năng thu hồi. Vậy mà trong kết luận của Ủy ban Chấp hành Trung ương chỉ cho rằng ông Trần Tuấn Anh có đơn chủ động xin nghỉ trước tuổi về hưu, tức tuổi 60, với cái lý do chịu trách nhiệm chính trị đã để ra xảy ra các cái lãnh đạo của Bộ Công Thương bị kỷ luật, bị khởi tố bắt giam, vân vân và vân vân. Và thưa quý vị, rõ ràng muốn biết ông Trần Tuấn Anh có tội hay không và Trần Tuấn Anh có tự giác nhận những khuyết điểm của Trần Tuấn Anh tới cỡ nào, dư luận xã hội cho rằng khi Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục biến trách nhiệm chính trị thành cái show diễn, và những cái kết luận đối với trường hợp Trần Tuấn Anh, công luận không thể chấp nhận.
việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 ngày 31 tháng Giêng đã đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Công luận thấy rằng nói cái khác, Bộ Chính trị nói riêng và Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 không trách móc, không kỷ luật ông Trần Tuấn Anh, mà mới lý do Trần Tuấn Anh tự giác bởi vì có lòng tự trọng, đã nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Nhưng Trần Tuấn Anh đã chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi xảy ra các vi phạm tại Bộ Công Thương, do có nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng và xử lý hành chính. Công luận thấy rằng muốn biết Trần Tuấn Anh có một cái mức độ tự trọng tới mức nào và khả năng Trần Tuấn Anh tự giác tới cỡ nào thì cần phải xem lại những cái câu chuyện đã xảy ra với Trần Tuấn Anh. Chẳng hạn như câu chuyện Trần Tuấn Anh trong cương vị Bộ trưởng Bộ Công Thương cương quyết thực hiện trong cái dự án xây dựng nhà máy thép ở Cà Ná, Ninh Thuận năm 2016. Dẫu chuyện đã lâu, nhưng nhà báo Nguyễn Hồng Lam đã tìm lại những cái tin tức vừa thể, nêu ra những cái điểm chính, đó là Ninh Thuận vốn là vùng đất khô hạn, nước theo sinh hoạt và nông nghiệp, cả trồng trọt lẫn chăn nuôi thiếu trầm trọng. Các nhà khoa học cũng như những người am hiểu vùng đất Ninh Thuận phân tích cho rằng dự án đó là dự án không khả thi vì gom hết tất cả nước từ các cái nguồn cũng không để vận hành nhà máy luyện thép vừa kể. Đó là chưa kể tới cái việc làm dân Ninh Thuận đối diện với nguy cơ chết khát, Ninh Thuận sẽ trở thành cái vùng bị sa mạc hóa. Tuy nhiên Trần Tuấn Anh lấy chức vụ bộ trưởng của mình ra đánh cược khi cho rằng ông ta sẽ tự chết nếu dự án không thành công. Cuối cùng người ta mới phát hiện ra rằng Trần Tuấn Anh quyết tâm như vậy đối với cái dự án nhà máy thép Cà Ná bởi vì ông chủ của công ty Tôn Hoa Sen là chủ đầu tư, ông Lê Phước Vũ là chồng của bà Trần Thị Mỹ Hạnh mà bà Hạnh lại là em gái của vợ Trần Tuấn Anh. Sau đó năm 2017, chính phủ Việt Nam đã ra lệnh tạm dừng dự án vừa kể. Tới năm 2020, Tôn Hoa Sen buộc phải chính thức tuyên bố thu hồi. Còn Trần Tuấn Anh không thấy chịu trách nhiệm chính trị mà vẫn cứ làm Bộ trưởng Bộ Công Thương tới năm 2021. Ngoài ra, Trần Tuấn Anh đã gây ra rất nhiều những scandal, ví dụ như điều xe của Bộ Công Thương tới tận chân cầu thang máy bay để đón vợ, đón con theo tiêu chuẩn của quan chức cấp cao của nhà nước. Những cái vi phạm trách nhiệm của Bộ Công Thương rất rộng và ảnh hưởng rất lớn đối với hiệu quả của hoạt động của Bộ Công Thương. Điều đó liên quan mật thiết đến kinh tế xã hội Việt Nam, nhưng rõ ràng việc soạn thảo, đề trình các chính sách thực hiện các cái kế hoạch liên quan tới quốc tế dân sinh của Bộ Công Thương. Công luận thấy rằng Trần Tuấn Anh ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ yếu là để phá. Vậy mà tại sao Trần Tuấn Anh vẫn tiếp tục thăng tiến lên chức Ủy viên Bộ Chính trị của Đại hội 13? Trước đó Trần Tuấn Anh là Ủy viên Trung ương Bộ trưởng Bộ Công Thương của Đại hội 12. Theo đó nếu thực sự Trần Tuấn Anh tự trọng, chắc chắn Trần Tuấn Anh đã phải từ chức từ lâu, chứ không để đến cái thời điểm hiện nay khi Bộ Công Thương nát bét như tường. Một cái câu hỏi đặt ra theo giới phân tích tại sao Bộ Chính trị rộng hơn là Ban Chấp hành Trung ương không áp dụng các quy định kỷ luật của Đảng, của pháp luật để truy cứu trách nhiệm đối với Trần Tuấn Anh trong vai trò người đứng đầu đã để xảy ra rất nhiều những cái sai phạm tại Bộ Công Thương, và điều đó đã khiến cho rất nhiều các cái cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, mà tại sao lại chấp nhận cho Trần Tuấn Anh xin tự từ chức? Và điều đó khiến cho người ta liên tưởng về trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại sao lại để cho hàng loạt các cái lãnh đạo dưới quyền, các cái ủy viên Trung ương Đảng, thậm chí ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật? Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng không hề có cái thái độ
tự chọn như Trần Tuấn Anh. Theo giới phân tích, một cái khả năng Tông Nhẫn quyết định từ chức đối với Trần Tuấn Anh, nó có thể xảy ra khi các cái thỏa hiệp trong đảng, để tránh việc Bộ Chính trị phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các cái thành viên, đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong công tác nhân sự có rất nhiều những cái biểu hiện tiêu cực, dẫn tới một cái tình trạng nhiều ủy viên Bộ Chính trị cũng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng và hành chính. Trong Đại hội 13, trong vòng một năm từ 2022 tới 2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đã đề nghị ba ủy viên Bộ Chính trị, đó là Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc và sau này là Trần Tuấn Anh. Những cái điều vừa kể, kỷ luật Trần Tuấn Anh với lý do như Nguyễn Xuân Phúc khiến cho dư luận không tâm phục khẩu phục. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao các thành viên còn lại trong Bộ Chính trị, hay nói rộng hơn là các cái thành viên ủy viên Ban chấp hành Trung ương, vẫn chưa ai nhận thức rõ trách nhiệm chính trị? Ngoài 16 nhân vật đã bị khai trừ cách chức, đồng luận đặt ra một cái câu hỏi trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi xảy ra các cái vi phạm, khi cấp dưới bị kỷ luật, xử lý hình sự. Có lẽ Nguyễn Xuân Phúc và Trần Tuấn Anh là những cái người giúp cả. Tại sao các thành viên còn lại trong Bộ Chính trị không nhận trách nhiệm chính trị? Và thú vị, liên quan tới việc xử lý kỷ luật Trần Tuấn Anh, và điều đó ảnh hưởng ra sao tới chiếc ghế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và ai sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng làm cái điều công luận hết sức quan tâm. Theo đó, việc kế nhiệm cho Nguyễn Phú Trọng làm câu chuyện không phải là xa vời, mà nó rất cần thiết. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể mệnh hệ bất kỳ một lúc nào. Tuy nhiên, theo giới phân tích, trước đây Đinh Thế Huynh rồi Trần Quốc Vượng là những cái nhân vật được cho là kế cận Tổng Bí thư tràn đầy hy vọng, thậm chí tình ý mà nói, lúc cuối nhiệm kỳ cách ăn cách nói, đi đứng trang phục, cử chỉ của Trần Quốc Vượng giống y chang Nguyễn Phú Trọng lên đến 90%. Trước đó, các cái nhân vật ngấp nghé ghế Tổng Bí thư bị loại bỏ không thương tiếc, trước đây là Nguyễn Tân Dũng và gần đây là Nguyễn Xuân Phúc, đó là những cái cách ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng để tiêu diệt các cái đối thủ cạnh tranh của ông ta. Y như một cái câu chuyện gà trống, câu chuyện kể rằng một cái ông chủ thấy một cái con gà trống của ông ta đã già, bèn đi chợ mua về một cái chú trống dài để kế nhiệm cho con gà trống già. Vừa thả xuống, gà trống già đã ra, cái chú chạy thì ai thắng thì được cả đàn gà mái. Nhưng anh lớn tuổi, chú tròi đứng gần đích hơn một đoạn, chống tròi lúc đó sướng và nghĩ rằng, đù má cái thằng già, thân bất toại, bố mình chấp mày luôn. Thế là cuộc thi bắt đầu, gà chống già vừa chạy, vừa là quàng quát như sắp bị cắt tiết. Và thế là ông chủ nhà, trong nhà không hiểu làm sao, phát súng chạy ra bắn chết chống tròi miệng lập bập, đâu mà nắm gà bê đê thế. Đây là con thứ tư rồi đấy. Dư luận xã hội cho rằng như thế đấy, 13 năm 3 nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng đã thắp lên biết bao hy vọng cho các nhân vật kế nhiệm với cái mục đích duy nhất, đó là để đối thủ xuất hiện và sau đó để Trọng tiêu diệt. Tuy nhiên, đi cùng với một cái quá trình với Nguyễn Phú Trọng, đó là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một cái người đủ thông minh để nhìn nhận câu chuyện Nguyễn Phú Trọng làm cái kẻ gian ác, liền dùng cái bẫy kế nhiệm Tổng Bí thư, nên Tô Lâm tránh xa và tỏ ra cùng cúc tận tụy đối với Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm luôn luôn biểu hiện làm cái nhân vật không màng trên tước hay bổng lộc, sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi, thậm chí cử đặc vụ sang Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về lấy lòng Tổng Bí thư để chứng minh lòng trung thành. Đó là lý do người ta đánh giá Võ Văn Thường có thể làm cái hậu duệ tốt về mặt lý luận, một cái bản sao của Nguyễn Phú Trọng về lý luận chủ nghĩa cộng sản. Nhưng Võ Văn Thường sinh năm 1970 là còn quá trẻ để nối nghiệp, trong khi đó thì Võ Văn Thường ở tuổi 60-62, tức 10 năm tới đây,
Lúc đó, Võ Văn Thưởng trở thành một cái nhân vật chín chắn đầy đủ. Võ Văn Thưởng chắc chắn không có cái sự gian ác tàn bạo như Nguyễn Phú Trọng hay Tô Lâm, nhưng Võ Văn Thưởng khó có thể giữ được đảng và hiện nay để giữ được sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có Bộ trưởng Công an Tô Lâm mới là cái nhân vật có thể thực hiện điều vừa kể. Trong khi đó có những cái dư luận cho rằng ông Vương Đình Huệ là nằm trong số 3 ứng cử viên đầu tiên, đó là Huệ, Lâm, Thường. Theo đó, Vương Đình Huệ cơ bản không có điều tướng, có kiến thức quản lý kinh tế, nhưng có một cái vướng mắc, đó là có con riêng với một cái ca sĩ. Và cũng như Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ có cái trò thích gái đẹp. Tuy nhiên, những cái điều vừa kể không quan trọng. Quan trọng nhất là Vương Đình Huệ hiện nay quá tự tin khi cho rằng Tổng Bí Thư đã lựa chọn Vương Đình Huệ kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí Thư. Nhưng Vương Đình Huệ không nhớ tới những cái bài học của Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng trước kia, và đó chính là cái điều cản trở lớn cho Vương Đình Huệ trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng Bí Thư. Theo giới phân tích cho tới nay, trong Bộ Chính trị chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng là chọn chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, chứ không ra nước ngoài để điều trị như các cái đồng chí của ông. Bởi lý do ông Nguyễn Phú Trọng có đi chữa bệnh nước ngoài cũng chỉ đi sang Trung Quốc, nhưng mối quan hệ giữa ông Tập và ông Trọng cũng không đủ tốt để đảm bảo ông Nguyễn Phú Trọng không bị ban lãnh đạo Bắc Kinh đánh mà. Theo giới phân tích, cuộc chiến cùng đỉnh ngày nay càng khó lường, ngay cả những cái nhân vật thân cận nhất của ông Nguyễn Phú Trọng cũng không muốn sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng tốt lên. Tuy thằng bề ngoài ai cũng tỏ vẻ lo lắng cho sức khỏe của Tổng Bí Thư. Trong khi đó, có những nguồn tin cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang dần dần mất kiên nhẫn, bởi vì Tô Lâm hết lòng tận tụy phục vụ Nguyễn Phú Trọng. Nhưng Nguyễn Phú Trọng coi Tô Lâm làm cái đối thủ chính trị, không cho Tô Lâm là người thừa kế. Trong khi Tô Lâm làm cái nhân vật có tham vọng chính trị rất lớn, đồng thời cũng là cái kẻ dám làm càn. Tham vọng của Tô Lâm ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất, không chỉ tham quyền lực mà còn làm cái cách Tô Lâm bảo vệ bản thân ông ta và gia đình. Bởi Tô Lâm có quá nhiều kẻ thù trong đảng, mà nếu có cơ hội tiến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về chầu trời, chắc chắn dại gì mà Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không phất cờ tiến lên. Theo giới phân tích, năm 2024 chỉ vừa mới bắt đầu, sắp tới là những ngày Tết Giáp Thìn, và có thể năm nay chính trị Việt Nam sẽ có các biến động lớn, đặc biệt liên quan tới sức khỏe của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Và nếu ông Nguyễn Phú Trọng có mệnh hệ gì trong năm nay, và có thể Đảng Cộng sản nổi lên các phe phái trong đảng tranh giành quyền lực, thậm chí những người trước đó cũng thờ chung một chủ, bây giờ sẽ quay ra kịch chiến với nhau để giành ghế. Một cái câu hỏi đặt ra, Bộ trưởng Công an Tô Lâm không còn cơ hội ở lại Bộ Chính trị nếu đợi hết nhiệm kỳ vì quá tuổi, do đó không thay thế Nguyễn Phú Trọng vào thời điểm hiện nay, thì đến đại hội 14, mâm cỗ sẽ được dọn ra cho hai nhân vật Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính. Mà nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính còn quyền lực tiếp tục giữ chức Thủ tướng hay lên Tổng Bí Thư mà Tô Lâm lại đi về vườn, thì Tô Lâm còn gì bằng ra tay liền thu Hà Vi Cường. Tô Lâm biết Tô Lâm không có đường lùi, Tô Lâm sẽ bị trả thù quyết liệt nếu như hạ cánh ở đại hội 14 tới đây, nên bằng mọi giá Tô Lâm phải đoạt chiếm chiếc ghế Tổng Bí Thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là lý do một cái nguy cơ lớn Tô Lâm sẽ tạo phản để đoạt quyền lực từ tay Tổng Bí Thư. Theo giới phân tích, đây là cái thời điểm tốt nhất để Tô Lâm ra tay tiêu diệt Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, kể cả Trương Thị Mai. Tuy nhiên, có những lời khuyên cho rằng muốn chắc chắn chiến thắng, Tô Lâm cần phải nhanh chóng liên thủ với Võ Văn Thưởng. Càng sớm càng tốt, nếu không nhanh sẽ không kịp. Thưa quý vị, liên quan tới câu chuyện tổng biên tập báo Thanh Niên ông Nguyễn Công Khế bị khởi tố bắt giam,
Và như quý vị đã biết trong các cái bài bình luận trước đây của KTV đã nói rõ tại sao một cái vụ án liên quan tới dự án cao ốc ở số nhà 151-155 Bến Vân Đồn, quận Từ, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra từ năm 2008. Tại sao bây giờ mới lật lại hồ sơ để bắt giữ ông Nguyễn Công Khế, một cái người được cho là một tổng biên tập báo chí có quyền lực nhất Việt Nam? Và thưa quý vị, theo giới phân tích, ông Nguyễn Công Khế là một cái nhân vật trung tâm kết nối quyền lực của phe Cộng sản miền Nam. Và hiện nay trong cái bối cảnh chính trị mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị lựa chọn một cái nhân sự tổng bí thư để thay thế cho Nguyễn Phú Trọng, trong khi đó các cái lãnh đạo Việt Nam hiện nay xét là không ai có đầy đủ các cái tiêu chuẩn đạo đức và uy tín để kế thừa chiếc ghế tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, được biết phe Cộng sản Việt Nam, Cộng sản miền Nam, cách đây ít lâu trong cái lễ kỷ niệm 135 ngày sinh của Chủ tịch Việt Nam ông Tôn Đức Thắng đã tề tựu tụ tập đông đảo với một cái quyết tâm ủng hộ cho ông Võ Văn Thưởng làm tổng bí thư. Đồng thời được biết ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam với cái sự dẫn dắt của các nhân vật Dương Tấn Sang, Nguyễn Minh Chiết và Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa ra một cái kiến nghị cần phải thay đổi chính sách nhân sự hiện nay, không được áp dụng một cái chế độ độc quyền lãnh đạo tổng bí thư là người bác con lý luận của ông Nguyễn Phú Trọng. Và đó là một trong những nguyên nhân để ngăn chặn lãnh đạo miền Nam tái chiếm chính trường, và người ta bắt Nguyễn Công Khế để khai thác những cái sai lầm, những cái vi phạm của ông Bà Dũng, ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Chiết. Và thưa quý vị, liên quan tới cái câu chuyện của ông Nguyễn Công Khế, một cái câu hỏi đặt ra mối liên hệ giữa Nguyễn Công Khế và Phạm Việt Vượng. Phải chăng mối quan hệ này đã giúp cho Nguyễn Công Khế trụ vững trong một cái thời gian dài tới 15 năm? Phạm Việt Vượng hay Nguyễn Công Khế có công trong cái việc vừa kể? Dù quý vị đã biết, trong vụ Nguyễn Công Khế bị bắt, truyền thông nhà nước Việt Nam tránh né không đăng, hay sau khi đăng rồi gỡ bỏ xóa những chi tiết với cái mối liên hệ giữa công ty cổ phần thanh niên của Nguyễn Công Khế với một cái công ty đầu tư du lịch Vinpro. Ông thể báo Người Lao Động trong cái bản tin với tựa đề "Vì sao Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông?" Theo báo Người Lao Động, quá trình điều tra tới nay xác định hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã có rất nhiều những cái vi phạm trong quá trình triển khai một cái dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, năm 2008, báo Thanh Niên có chủ trương mua khu đất của nhà máy thuốc lá Sài Gòn, địa chỉ 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, để xây dựng trụ sở tòa soạn. Ông Nguyễn Công Khế lúc đó là tổng biên tập báo Thanh Niên, đã ký một cái hợp đồng hợp tác với công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, trong đó báo Thanh Niên chiếm 51% vốn điều lệ và công ty cổ phần du lịch dịch vụ Vinpro thành lập một cái công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên, mục đích để nhằm triển khai một cái dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp trên khu đất nói trên. Được biết, bản tin của báo Người Lao Động sau khi đăng vài giờ sau đã xóa bỏ nguyên đoạn nói về chi tiết Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập Thanh Niên, người bị bắt có những cái liên hệ tới công ty Vinpro thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo đó, báo Thanh Niên thật sự không có tiền để góp vốn, và việc góp vốn 49% kể trên được tính bằng giá trị quyền sử dụng đất, khu đất vừa kể ở khu vực Bến Vân Đồn, và dự án tại khu đất này sau đó được đổi tên trở thành khu đất Rivergate. Chưa hết, theo giới phân tích, một cái mối liên hệ giữa Nguyễn Công Khế và ông Phạm Việt Vượng thể hiện rõ qua việc vợ chồng Phạm Việt Vượng là người đứng ra bảo lãnh trong cái khoản vay 300 tỷ của ông Nguyễn Công Khế tại ngân hàng Sacombank.
mục đích là để Nguyễn Công Khế góp vốn vào cái dự án khu đô thị sinh thái Vinhome Riverside. Như vậy, những cái mối quan hệ chính trị đỡ đầu do mình cùng với cái quyền lực thao túng trong lĩnh vực báo chí truyền thông của Nguyễn Công Khế lớn tới nỗi Phạm Nhật Vượng phải tự nguyện hạ mình trước Nguyễn Công Khế khi sử dụng cổ phiếu của Min Group đảm bảo trong cái khoản vay 300 tỷ của Nguyễn Công Khế ngày 20 tháng 5 năm 2015 và đổi lại Phạm Nhật Vượng được Nguyễn Công Khế bảo kê về mặt truyền thông. Đó, thưa quý vị, những cái mối quan hệ rích rắc nhau nhịp của Nguyễn Công Khế làm câu chuyện không đơn giản. Thưa quý vị, qua tìm hiểu được biết không phải là như vậy. Như quý vị đã biết, sau khi cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế nổi lên, lập tức có những thông tin liên quan trên trang Facebook cá nhân của Huỳnh Ngọc Trân, cựu thư ký tòa soạn của báo Thanh Niên, với tư cách một cái người trong cuộc tiết lộ. Theo Huỳnh Ngọc Trân, tôi biết báo Thanh Niên và cả tập đoàn truyền thông Thanh Niên do Nguyễn Công Khế làm chủ không có tiền tới vài 300 tỷ để mua khu đất, chứ đừng nói làm cả một cái dự án to lớn như vậy. Đồng thời, nhà báo Huỳnh Ngọc Trân đã đặt cái câu hỏi sai phạm thấy rõ của hai ông Khế và Thông là mua đất theo giá chỉ định để xây tòa soạn, nhưng họ đã tự ý chuyển đổi mục đích và bán cho tư nhân theo giá thị trường để hưởng chênh lệch cao. Một cái câu hỏi đặt ra, ai đã cấp phép cho một cái tòa cao ốc to như vậy? Và một cái vấn đề nữa theo Huỳnh Ngọc Trân là số tiền chênh lệch chuyển nhượng dự án đó được đưa đi đâu và chia cho ai? Trong khi đó, trong phần comment của sự tê tất vừa kể của ông Huỳnh Ngọc Trân, nhà báo Nguyễn Thị Nhấm đã đưa ra những cái bình luận cho rằng Nguyễn Công Khế làm việc đó, lúc đó Nguyễn Công Khế có thành thế rất mạnh, có anh Sáu, anh Năm bảo vệ, bây giờ các anh không còn quyền uy nữa thì người ta xử Nguyễn Công Khế. Tuy nhiên, thưa quý vị, có một cái tài liệu của nhà báo chồng tham nhũng ông Nguyễn Hoài Nam, một cái người dính dáng tới cái vụ phát hiện ra tiêu cực của giao thông đường thủy Hải Phòng, vừa mới hết một cái bản án 2 năm rưỡi tù vì chống tham nhũng, trên trang Facebook cá nhân đăng lại một cái bài viết mà theo nhà báo Nguyễn Hoài Nam cho hay: bài này tôi đăng từ tháng 8 năm 2020, đó là bài viết không như báo Thanh Niên. Theo nhà báo Nguyễn Hoài Nam tiết lộ những cái thông tin hoàn toàn khác, đó là năm 2008, báo Thanh Niên đề nghị Thủ tướng ông Nguyễn Tấn Dũng xin mua khối tài sản của công ty thuốc lá Sài Gòn, đó là một cái khu đất diện tích 9.700 m² tại khu vực Bến Vân Đồn, Quận Tư, và được chính phủ chấp thuận toàn bộ đất đai nhà cửa có giá trị 250 tỷ. Do không có tiền, lãnh đạo báo Thanh Niên và Nguyễn Công Khế ký 3 hợp đồng vay tiền của công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời, số tiền 253 tỷ. Sau đó, báo Thanh Niên vay của công ty Vinpro thuộc Vingroup 120 tỷ. Nhưng thực chất báo Thanh Niên làm như vậy để Trung ương Đoàn đồng ý về chủ trương. Theo nhà báo Nguyễn Hoài Nam tiết lộ, theo hồ sơ điều tra của cá nhân tôi, thì công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời đã mua sở hữu 15,58%, công ty cổ phần du lịch thương mại Vinpro mua và sở hữu 10,57%. Thưa quý vị, những cái thông tin này trái ngược với những cái thông tin của báo Người Lao Động đưa ra như kể trên. Chưa hết, theo nhà báo Nguyễn Hoài Nam, một cái điều khôn lỏi của báo Thanh Niên đó là họ xin mua chỉ định nhưng không bỏ vốn, mang danh nghĩa báo Thanh Niên để đi vay và cũng giả vờ phải trả nợ để xin cơ quan chủ quản cho bán cổ phần. Và cuối cùng, khi các cái thủ tục do Nguyễn Công Khế và ban lãnh đạo báo Thanh Niên hoàn tất, thì lập tức công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên không triển khai theo phê duyệt của các cơ quan chức năng mà họ sang tay ngay cho tập đoàn kinh doanh bất động sản Novaland để tập đoàn này đầu tư kinh doanh. Điều đó nó có nghĩa là trên thực tế, báo Thanh Niên hay công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên dưới sự chỉ đạo và thao túng của Nguyễn Công Khế đã thực hiện một cái thường vụ nấu cháo bằng đều, nói nôm na là tay không bắt giặc, hay buôn nước bọt và thu lợi hàng chục nghìn tỷ để chia nhau. Đó là chưa kể tới
trong dự án và các cái hoạt động kinh tài vừa kể, báo Thanh Niên quyền đóng thuế cho nhà nước. Theo giới phân tích, đây không phải là một cái vấn đề mới. Theo các chuyên gia cho rằng, những cái thủ thuật bán các công sản, đó là những tài sản của nhà nước, được lãnh đạo các cấp thông qua cái gọi là liên kết liên doanh hợp tác đầu tư. Mà điển hình là Vũ Nhôm, Phan Văn Đình Vũ, đó là người ta lấy công sản của nhà nước định giá với cái giá rẻ như bèo hay như trò, góp vốn liên doanh hợp tác với tư nhân dưới hình thức một cái dự án hợp tác đầu tư kinh doanh nào đó, để sau đó ít lâu chủ sở hữu vốn nhà nước chủ động xin rút khỏi liên doanh và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhà nước cho tư nhân, để lại doanh nghiệp tư nhân trả lại số vốn nhà nước trước đó góp bằng tiền mà giá trị chỉ bằng giá vốn góp ban đầu, tức là giá bao cấp như cho không. Điều đó cho thấy chỉ sau một đêm công sản, đó là những tài sản thuộc sở hữu nhà nước có giá trị gấp hàng trăm hàng nghìn lần giá trị định giá ban đầu, đã trở thành sở hữu tư nhân. Những cái điều kể trên được coi là những thủ thuật rút tiền của nhà nước để chia nhau của một số đồng các cái lãnh đạo trong bộ máy nhà nước hiện nay, và cái việc mua bán công sản lặp đi lặp lại ở tất cả các cái thương vụ. Thành phố Hồ Chí Minh làm cái điển hình với hai phó chủ tịch nhận những cái bản án 8-9 năm tù cho thấy điều vừa kể. Theo đài truyền hình Việt Nam ngày 3 tháng 4 năm 2023, có một cái bài viết với tựa đề Trục lợi nhà đất công cho biết, theo Bộ Tài chính thông báo gần 200.000 tỷ là số tiền thu được mỗi năm trong cái việc khai thác xử lý tài sản công, thu từ giao đất hay cho thuê đất, sử dụng đất thuộc tài sản công. Đây là con số rất lớn của thu ngân sách, tương đương với khoảng 12-14% tổng số thu ngân sách Việt Nam hàng năm. Tuy nhiên, vẫn theo VTV, con số này sẽ còn lớn hơn rất nhiều nếu như nhà đất công trên cả nước không bị các cái cá nhân, các cái tổ chức xẻ thịt cho thuê lại để hưởng chênh lệch hay sử dụng sai mục đích để trục lợi, thậm chí dùng các chiêu trò tinh vi để biến của công thành của tư, gây lãng phí thất thoát và thiệt hại lớn cho nhà nước. Và thưa quý vị, công luận thấy rằng không khó để phát hiện cũng như xử lý thu hồi các công sản của nhà nước bị thất thoát, tương tự như dự án cao ốc 155-151 Bến Vân Đồn của Nguyễn Công Khế. Vấn đề là tại sao các cơ quan quản lý nhà nước đến nay vấn đề xảy ra những cái hiện tượng để cho những cái con voi trung qua lỗ kim giữa thành thiên bạch nhật nhưng không được xử lý triệt để. Và thưa quý vị, liên quan tới việc ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, thường lên tiếng đòi hỏi cải cách, được cho là trên tinh thần bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Trong một cái bài viết, Nguyễn Công Khế của nhà văn Tưởng Năng Tiến từ Hoa Kỳ. Theo tác giả Tưởng Năng Tiến, ông Nguyễn Công Khế nên đặt ra cho chính bản thân ông về cái khối tài sản của ông trong và ngoài nước, và những cái chuyến xuất ngoại êm ru của cả gia đình ông Khế, trong khi thiên hạ phải đi chung mất tiền, mất mạng. Theo tác giả Tưởng Năng Tiến, đối với Nguyễn Công Khế gặp thời thế, thế thời phải thế, mà cái thế nước ở Việt Nam hiện nay, nói như giáo sư tương lai, nó lại chồng chênh lắm. Tớ tổng bí thư trong một xứ sở đảng trị mà có lúc phải bám liền hai ghế cho chắc ăn, thì nói chỉ tới Nguyễn Công Khế cũng như một cái đám người ăn kẻ ở trong nhà. Ngay cả các cái quý đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng thế, họ vẫn phải chạy quốc tịch thứ hai. Ý cho cùng chả có ai đáng trách cả, kể cả Nguyễn Công Khế. Đời sống trong cái hoàn cảnh xã hội bất bình thì trừ đám dân đen không tóc mới đành chịu trận, chứ các cái quan chức có quyền hành có tiền bạc thì họ phải lo sao cho bản thân và gia đình yên ổn. Theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, trong status đã từng đánh giá về Nguyễn Công Khế, một tổng biên tập một cái tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng chục triệu đô la, đưa hết vợ con qua Mỹ sắm nhà to xe đẹp, còn anh tổng biên tập thì đi đi lại lại giữa hai nước, lâu lâu viết một cái bài biểu diễn lòng yêu nước thường dân, những cái tâm tư trăn trở với tiền đồ của Tổ quốc.
Tổng biên tập này khóc than cho dân nghèo, kinh tế Việt Nam chậm lớn, khiến cho đất nước lao đào. Theo nhà văn Tưởng Năng Tiến, phải chăng đó là những cái bằng chứng cho thấy Nguyễn Công Khế đã biểu diễn lòng yêu nước? Theo tác giả ngày 19 tháng 11 năm 2014, trong một cái cuộc phỏng vấn do Đài Á Châu Tự Do ông Mạc Lâm thực hiện, theo đó, những cái lãnh đạo báo chí ở Việt Nam hiện nay họ sợ bị mất ghế nên họ không dám dũng cảm để nói chuyện sự thật, mà họ chỉ xa đà vào những cái câu chuyện hoạt vãnh. Đó là lý do suốt 20 năm làm tổng biên tập báo Thanh Niên, chưa bao giờ người ta thấy Nguyễn Công Khế có đủ dũng cảm để nói lên một cái sự thật trần trụi của chế độ đảng trị hiện hành ở Việt Nam. Không bao giờ Nguyễn Công Khế nêu lên những cái vấn đề đa nguyên phân quyền như là các phương thức khả thi để đưa Việt Nam ra khỏi cái vũng bùn lầy nhầy nhụa hiện nay. Nguyễn Công Khế chỉ lo an toàn cho bản thân hơn là những cái vấn đề liên quan tới thảm họa môi trường, bất công xã hội, nạn cướp đất của dân oan diễn ra hàng ngày. Tất cả những cái vấn đề lẽ ra phải làm thì Nguyễn Công Khế lặng thinh. Nguyễn Công Khế chỉ sôi nổi trong các cái cuộc thi hoa hậu liên quan tới cái vấn đề bốn vú hay những cái trận bóng đá trong lúc ngàn ngoài xâm lẫn nội xâm đang đe dọa sự tồn vong của đất nước thì chắc chỉ thiên hạ xa đà vào những cái chuyện vặt vãnh như vậy. Liên quan tới cái sự việc 39 người Việt Nam chết ngạt trên cái xe container ở Anh Quốc ngày 27 tháng 10 năm 2019, Nguyễn Công Khế khi đó đã viết một cái bài bàn về con đường thoát nghèo và đưa ra một ý kiến đòi hỏi mọi thứ phải trên cơ sở của một nhà nước pháp quyền. Nguyễn Công Khế khi đó cũng đặt vấn đề là cái xã hội mà cán bộ không sống bằng đồng lương, phải sống bằng đồng lâu thôi. Và rất nhiều các cán bộ lãnh đạo Việt Nam hiện nay rất sợ câu hỏi tại sao đồng lương anh như thế mà anh có nhà như thế, xe như thế, con cái anh đi du học. Theo tác giả Tưởng Năng Tiến, có lẽ những cái câu hỏi mà Nguyễn Công Khế đặt ra kể trên lẽ ra phải đặt cho chính bản thân ông ta về một cái khối tài sản của Nguyễn Công Khế trong và ngoài nước, về những chuyến xuất ngoại êm ru của cả gia đình. Trong trường hợp Nguyễn Công Khế không cảm thấy thoải mái lắm trong cái việc tự vấn thì cũng chẳng sao, không có cái gì phải lăn tăn cả. Cái thời bao cấp đã qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dũng cảm quyết tâm đổi mới, xứ sở đã thoát cảnh xếp hàng, đặt hàng cục gạch để mua những cái nhu yếu phẩm từ lâu rồi. Bây giờ, các quan chức Việt Nam họ có thể mua nhà ở ngoại quốc trên con đường dài dẫn ra biển, ở những cái vị trí đẹp nhất Hoa Kỳ, có những cái khu nhà rất đẹp, đủ hầu hết là người Việt hiện nay, họ là những cái người rất trẻ, hoặc đó là những cái gia đình bình thường, nhưng sống khép kín. Theo nhà văn Tưởng Năng Tiến, bạn tôi, một cái người đã sống ở nơi này gần bằng thời gian của thế hệ người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Hoa Kỳ sau tháng 4 năm 1975 đã thừa nhận đó là những cái khu định cư mới của các cái đại gia viễn công. Đó là những cái ngôi nhà được mua rất nhanh trong khoảng vài năm, mỗi căn từ 450.000 tới 1 triệu đô la Mỹ. Điều đó cho thấy một cái nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi Việt Nam để xây dựng một cái ước mơ thầm kín khác biệt ngoài tổ quốc của lãnh đạo đảng. Theo tác giả, tôi không biết ước mơ thầm kín của Nguyễn Công Khế ra sao, chỉ cầu mong Nguyễn Công Khế nên sống khép kín như biết bao người khác, đừng có láo táo hay bao biện quá mức, loại người đứng tràng hàng chân trong chân ngoài trên hai cùng gạch như Nguyễn Công Khế mà thỉnh thoảng vẫn học đòi cùng thế giáo một vài câu thành nghi để tỏ lòng yêu nước thương dân, quá lố bịch. Nếu không muốn nói, đó là chờ cháo và chờ chén. Và thưa quý vị, trong bản tin chiến sự Ukraine ngày hôm nay, ngày 6 tháng 2 năm 2024, một cái chủ đề nổi bật liên quan tới gói viện trợ hơn 60 tỷ cho Ukraine trong tổng số một cái chương trình viện trợ 118 tỷ cho khu vực Thái Bình Dương, Trung Đông cũng như Ukraine. Và cuối cùng Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa vẫn tuyên bố
họ sẽ ngăn chặn dự luật vừa kỳ. Những thông tin mới nhất cho biết cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện phải ngăn chặn bằng được. Theo Donald Trump, nếu để cho gói viện trợ cho Ukraine thông qua, thì Đảng Cộng Hòa sẽ mất tất cả và Đảng Dân Chủ sẽ được tất cả. Nói tóm lại, thưa quý vị, Thượng viện đã thông qua một cái đạo luận về viện trợ cho Ukraine, Israel, biên giới phía Nam và viện trợ cho Đài Loan tổng trị giá 118 tỷ, trong đó có hơn 60 tỷ đô la cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden ủng hộ đạo luật vừa kể. Tuy nhiên, một cái trở ngại duy nhất hiện nay, dù rằng đã được thông qua Thượng viện, nhưng Hạ viện tới ngày 7 tháng 2 tới đây sẽ thông qua. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện, ông Johnson đã đưa ra những tuyên bố họ sẽ ngăn chặn cho bằng được dự luật vừa kể. Tuy nhiên, trong cái tuyên bố cứng rắn mới nhất của ông Joe Biden, theo Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Jed Sullivan tuyên bố nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Joe Biden cũng sẽ từ chối ký một cái dự luật riêng trong vấn đề hỗ trợ cho Israel. Đồng thời, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố những phát ngôn của Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện ông Johnson là những trò bẩn thỉu trong chính trị. Trong khi đó, trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga đang nỗ lực tấn công ở mặt trận Avdiivka. Và một lần nữa, chúng tôi lưu ý với quý vị rằng quân đội Nga cũng như truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng quân đội Nga đã làm chủ Avdiivka không dưới 4 lần cho đến ngày hôm nay. Những tin tức cho biết buổi sáng trời quang đãng và buổi trưa tuyết bắt đầu rơi, quân đội Nga hiện nay còn cách địa điểm trung tâm của Avdiivka ước chừng hơn 1 cây số, và quân đội Nga tiếp tục nỗ lực tấn công. Đặc biệt, trong 4 tuần vừa qua, quân đội Nga đã sử dụng bom tạo ra một cái sức tàn phá khủng khiếp đối với thành phố này. Trong khi đó, quân đội Nga đang tập trung hơn 70.000 quân ở bờ trái sông Donetsk. Quân đội Ukraine tuyên bố số phận của cầu Crimea coi như đã kết thúc và chắc chắn trong năm này sẽ không còn tồn tại. Điều vừa kể nó liên quan gì tới cái quyết tâm giải phóng bán đảo Crimea của quân đội Ukraine? Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào một cái nội dung quan trọng, đó là câu chuyện liên quan tới cái gói viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine. Và như quý vị đã biết, Thượng viện Hoa Kỳ đã công bố một cái dự luận liên quan tới hiệp định biên giới, vấn đề viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan với cái tổng số 118,28 tỷ đô la Mỹ, trong đó 60,06 tỷ được chuyển tới cho Ukraine. Và đó cũng chỉ là một cái phần viện trợ. Một cái cuộc bỏ phiếu dự kiến vào thứ Tư tới đây, tức ngày mai. Theo đó, viện trợ quân sự cung cấp cho Ukraine 48,43 tỷ đô la trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga, cũng như các vấn đề liên quan tới huấn luyện quân sự, trao đổi thông tin tình báo, tăng cường sự hiện diện trong khu vực, trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại châu Âu, 19,85 tỷ bổ sung kho vũ khí và thiết bị Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine từ kho của Bộ Quốc phòng, 13,8 tỷ để Ukraine tái vũ trang thông qua mua vũ khí đạn dược từ các cái cơ sở công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ, 14,8 tỷ đô la sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine thông qua việc huấn luyện quân sự, trao đổi thông tin tình báo và các hoạt động hỗ trợ khác. Ngoài ra, còn có những cái hỗ trợ về ngân sách trực tiếp cho Ukraine 7,85 tỷ và 1,58 tỷ đô la hỗ trợ phát triển kinh tế trong các lĩnh vực được cho là ưu tiên. Gói viện trợ vừa kể có hiệu lực nếu được chấp nhận sẽ tới ngày 31 tháng 12 năm 2024. Và thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã ủng hộ dự luật và kêu gọi lưỡng viện thông qua dự luật vừa kể càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông Mike Johnson thuộc Đảng Cộng Hòa, thề rằng sẽ vùi dập dự luật vừa kể khi đến tay Hạ viện. Liên quan tới gói hỗ trợ vừa kể, Đại sứ Makarova
của Ukraine tại Hoa Kỳ mới nhất đã nói về cái tình hình về việc thông qua gói hỗ trợ vừa kể cho Ukraine trong một chương trình truyền hình của đài truyền hình quốc gia Ukraine về cái vấn đề Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine. Theo đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ cho biết đang đi đúng hướng, dù rằng bà Marakova nói rằng tình hình vô cùng khó khăn nhưng chắc chắn không có cái lý do gì để chúng ta nói về cái sự phản bội, bởi mọi thứ đang đi đúng hướng, nhưng đây là một quá trình rất khó khăn trong năm bầu cử. Theo đại sứ Makarova cho hay, chúng tôi đang làm mọi cách để đảm bảo rằng dự luật viện trợ cho Ukraine sẽ được chấp thuận, và theo bà Makarova có một cái cơ hội rất cao. Theo đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ cho biết, có những thông tin gần đây lan truyền trên các phương tiện truyền thông cho rằng Hạ viện đã đăng ký một cái dự luật riêng rẽ chỉ giúp đỡ cho Israel, nhưng để một cái dự luật trở thành luật ở Hoa Kỳ, nó phải được cả hai viện bỏ phiếu và được Tổng thống Joe Biden đặt bút ký. Vì vậy, hôm nay, theo đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, chúng tôi mong đợi Thượng viện Hoa Kỳ công bố một cái dự luật lưỡng đảng bao gồm cả các cái vấn đề Ukraine, Israel, Đài Loan và các vấn đề biên giới cũng như các cái vấn đề khác. Chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay sau khi công bố, việc xem xét dự luật sẽ được bắt đầu. Và thưa quý vị, xin nhắc lại Tổng thống Joe Biden cách đây 6 tháng đã đề xuất Quốc hội phân bổ một cái gói viện trợ 106 tỷ đô la Mỹ để giúp cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Nhưng vấn đề này cho tới nay chưa ngã ngũ và chưa được thông qua. Được biết đang có các cái cuộc tranh luận tại Quốc hội Hoa Kỳ về việc tiếp tục tài trợ cho Ukraine và các vấn đề đang bị ngăn chặn bởi Đảng Cộng Hòa. Đó là những phần tử cực hữu, những cái người có ý kiến yêu cầu Đảng Dân Chủ phải đưa ra một cái bộ luật nhập cư phải được thông qua trước. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cần phải ngăn chặn dự luật viện trợ vừa kể cho Ukraine. Trong khi đó, Quốc hội Hungary lại một lần nữa hoãn bỏ phiếu phê chuẩn cho Thụy Điển tham gia vào Liên minh NATO. Trong tuyên bố mới nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng kêu gọi Đảng Cộng Hòa cần phải ngăn chặn dự luật ngân sách do Thượng viện đề xuất, trong đó liên quan tới hơn 60 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Ông Donald Trump nhắn nhủ với các đảng viên Cộng Hòa trong ngày 5 tháng 2 khi nói rằng đừng có ngu ngốc, chúng ta cần một cái đạo luật về nhập cư và biên giới riêng biệt, không nên để cái dự luật đó bị ràng buộc với viện trợ cho nước ngoài, dù dưới bất kỳ một cái hình thức nào. Đồng thời, cựu Tổng thống Donald Trump đã đề cập tới dự luật ngân sách 118 tỷ đã được Thượng viện xây dựng, trong đó 20,23 tỷ dùng để thắt chặt an toàn an ninh biên giới phía Nam với Mexico, hơn 60 tỷ viện trợ cho Ukraine, 14,1 tỷ hỗ trợ an ninh cho Israel, 2,44 tỷ cho Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Hoa Kỳ và các cái hoạt động tại khu vực Biển Đỏ, trong đó 4,83 tỷ đô la sẽ được chi cho các cái hỗ trợ cho các đối tác của Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cùng với 10 tỷ đô la dành để cung cấp viện trợ nhân đạo cho thường dân tại dải Gaza, bờ Tây và Ukraine. Ông Donald Trump gọi dự luật chi tiêu của Thượng viện thông qua là cái món quà cho Đảng Dân Chủ và là một cái lời chăn trối cho Đảng Cộng Hòa. Theo cái Tổng thống Donald Trump cho rằng một cái dự luật đó sẽ giúp cho phe Dân Chủ thoát một cái gánh nặng về vấn đề nhập cư và biên giới và đẩy trách nhiệm đó cho Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden khẳng định ông ủng hộ mạnh mẽ dự luật vừa kể, đồng thời kêu gọi lưỡng viện nhanh chóng thông qua các cái thỏa thuận ngân sách trong vài ngày tới để ông Joe Biden có thể ký trở thành luật. Tuy nhiên, triển vọng phê chuẩn dự luật được đánh giá chưa rõ ràng, đang vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ của lưỡng đảng. Trở lại câu chuyện Quốc hội Hungary cũng không tổ chức bỏ phiếu trong việc thống nhất phê duyệt Thụy Điển tham gia NATO,
do các nghị sĩ đảng cầm quyền tẩy chay không tham dự phiên họp, lấy lý do nghỉ mùa xuân. Truyền thông quốc tế đưa tin cho biết 6 đảng đối lập tại Hungary ngày 5 tháng 2 đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp để tiến hành bỏ phiếu về việc Quốc hội Hungary phê chuẩn Thụy Điển tham gia NATO. Tuy nhiên, các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán đã vắng mặt khiến cho cuộc bỏ phiếu không thể diễn ra. Được biết phiên họp vừa kể có sự góp mặt của đại sứ các cái quốc gia NATO, trong đó có Hoa Kỳ, và động thái vừa kể được cho là nhằm gây sức ép đối với đảng cầm quyền của ông Orbán về việc cần phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ duyệt Thụy Điển tham dự khối NATO. Phát biểu sau phiên họp vừa kể, đại sứ Hoa Kỳ tại Hungary, ông David Richman, cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này và mong muốn Budapest hành động một cách nhanh chóng. Theo đó, Thụy Điển gia nhập NATO là một vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ cũng như Liên minh NATO. Đồng thời, ông Richman nhấn mạnh rằng Thủ tướng Hungary Orbán từng cam kết sẽ thúc giục Quốc hội hành động sớm nhất có thể. Hôm nay lẽ ra là cái cơ hội để ông ta làm điều đó. Trong khi đó, các nghị sĩ của đảng đối lập Hungary cho rằng đảng cầm quyền của Thủ tướng Orbán đã làm cho Hungary bẽ mặt, đồng thời khẳng định rằng không có bất kỳ một lý do gì để đảng cầm quyền ngăn chặn Thụy Điển tham gia NATO. Và thưa quý vị, trong những vấn đề phức tạp tranh cãi cho vấn đề viện trợ cho Ukraine, những cái thông tin mới nhất cho biết Hà Lan chuẩn bị cung cấp thêm 6 máy bay tiêm kích F-16 cho Ukraine, cộng với một cái gói viện trợ trước đó về máy bay F-16 là 24 chiếc, nay nâng tổng số lên 30 chiếc. Những cái thông tin mới nhất từ chính phủ Hà Lan cho biết họ quyết định cung cấp bổ sung cho Ukraine thêm 6 máy bay F-16, và điều vừa kể trong cái tuyên bố đăng trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Hà Lan. Như vậy, quân đội Ukraine sẽ nhận từ Hà Lan không phải làm cái gói như cam kết trước đây 24 chiếc F-16 mà nâng tổng số lên 30. Một cái điều đáng lưu ý là Bộ Quốc phòng Hà Lan đã lên kế hoạch bán lô F-16 này cho công ty Draken. Tuy nhiên, sau thời gian hai bên đi đến kết luận rằng việc bán và bàn giao những cái chiến đấu cơ F-16 sẽ không diễn ra trong thời gian sắp tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng lợi thế trên không của Ukraine vào cái thời điểm hiện nay rất quan trọng để chống lại sự xâm lược của quân đội Nga. Được biết hiện nay việc đào tạo phi công Ukraine sử dụng các chiến đấu cơ F-16 vẫn tiếp tục ở các quốc gia phương Tây. Liên quan tới số phận của cầu Crimea, như chúng ta biết đó là cây cầu kết, tư lệnh hải quân Ukraine tuyên bố trong năm nay cầu kết sẽ không còn tồn tại. Đó là tuyên bố của Phó Đô đốc Olesi Neypapa, tư lệnh lực lượng hải quân của Ukraine, khi cho rằng cầu Crimea do quân đội Nga xây dựng sẽ không còn tồn tại đến cuối năm nay. Tư lệnh hải quân Ukraine nói điều vừa kể trong các cuộc phỏng vấn của nhật báo Hoạt Động. Theo đó, tư lệnh hải quân Ukraine khẳng định cho câu hỏi của nhà báo về cái vấn đề liệu cây cầu Crimea có thể được coi làm cái khả năng đã bị chết hay không. Đồng thời, phóng viên hỏi tư lệnh hải quân Ukraine các ông có biết cách làm điều đó hay không. Được biết, Phó Đô đốc Neji Papa mỉm cười và trả lời: chúng tôi biết rất rõ. Tôi nghĩ chúng ta không phải đợi lâu hơn nữa, ít nhất là trong năm nay nó sẽ không còn tồn tại. Trong khi đó, tuyên bố mới nhất của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết các chiến đấu cơ F-16 sẽ được trang bị các tên lửa có tầm bắn từ 300 tới 500 cây số. Đó là các tên lửa tàu rút của Cộng hòa Liên bang Đức. Những điều vừa kể được chính Trung tướng Sehi Naev, chỉ huy lực lượng liên quân của Ukraine, công bố ngày hôm qua 5 tháng 2. Ông này cho biết điều vừa kể sẽ cho phép quân đội Ukraine đạt được những cái thành công lớn hơn và giải phóng lãnh thổ Ukraine. Và thưa quý vị, trong cái vụ tấn công bằng tên lửa HIMARS vào ngày 4 tháng 2, những cái thông tin mới nhất cho biết
Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp của nước Cộng hòa Nhân dân Ukraine do nước Nga dựng lên, ông Alexei Porotenko đã thiệt mạng trong cái cuộc tấn công trước đó vào một cái nhà hàng của quân đội. Được biết, trong cuộc họp vừa kể, Bộ trưởng Bộ Y tế của nước Cộng hòa Luhansk cũng có mặt. Theo giới phân tích cho rằng có vẻ cái cuộc tấn công tên lửa của Ukraine ở Lysychansk nhằm vào một cuộc hội nghị, trong đó có một nhóm bộ trưởng. Trong khi đó, giới chức Nga cho rằng vụ tấn công vừa kể làm cái hành động khủng bố. Trở lại những tin tức liên quan tới chiến trường Ukraine, theo giới quan sát đưa ra các nhận định cho rằng tình hình ở miền Nam Avdiivka vào cái thời điểm hiện nay quá hỗn loạn, khó có thể lập được bản đồ chiến sự, và quân đội Ukraine đã chiếm lại nhà hàng Tasaka Ohota, còn quân Nga đang ở phía bắc thành phố trong cái điều kiện không có trang bị cơ giới hạng nặng. Và những cái nỗ lực của Nga nhằm tăng viện cho lực lượng này trước đó đã kết thúc. Theo đó, việc kiểm soát các cái cộng sự ở phía nam Tasaka Ohota đang bị tranh chấp và không rõ liệu quân Nga ở phía bắc có thể rút qua đường hầm hay không. Và nếu họ không ngay lập tức chọc thủng được hàng phòng ngự của Ukraine ở thị trấn vừa kể, thì điều này sẽ mang tới những cái kết quả không tốt đẹp với quân đội Nga. Tại một số vị trí phòng thủ ở phía bắc, đặc biệt khu vực hồ Mỏ Cát, quân đội Ukraine đã buộc phải rút lui để tránh những cái khả năng bị bao vây. Những cái tin tức mới nhất cho hay, ngày 5 tháng 2 tại Avdiivka, buổi sáng trời quang đãng và đến buổi chiều trời bắt đầu tuyết rơi. Quân đội Nga chỉ còn cách địa điểm trung tâm của Avdiivka khoảng 1.200 mét. Quân đội Nga tiếp tục tấn công. Được biết, trong 4 tuần qua, quân đội Nga đã sử dụng tới 600 quả bom ném xuống thành phố này, tạo ra những sức tàn phá trên diện rộng. Trong khi đó, quân đội Nga đang tập trung hơn 70.000 quân trên bờ trái sông Donetsk. Trong một cái báo cáo của bà Natalia Humeniuk, giám đốc trung tâm báo chí chung của lực lượng Ukraine ở miền Nam, nói về sức mạnh tổng thể của quân đội Nga ở phía đông Donetsk. Theo đó, quân đội Nga đang tập trung ở Kherson và Zaporizhia với một cái lực lượng lên tới 70.000. Theo đó, cả về chất lượng và các lực lượng Nga trên lãnh thổ đang chiếm đóng đều đang trong với tình trạng thay đổi liên tục. Các hoạt động tấn công không thành công đã khiến cho quân đội Nga tổn thất tới 70% lực lượng trong bất kỳ một cái nhóm tấn công nào. Vì vậy, các cái đơn vị quân đội Nga phải liên tục cơ động chuyển dịch trên mặt trận. Được biết, hiện nay tổng số lực lượng quân đội Nga ở tản mạn sông Donetsk ước tính 70.000 quân, hàng trăm các đơn vị vũ khí trang bị, nhưng không phải tất cả được tập trung dọc chiến tuyến mà nó nằm ở sâu trong hậu phương, được coi là cái dạng nguồn lực bổ sung. Theo người phát ngôn mặt trận phía nam của Ukraine, bà Humeniuk lưu ý rằng tình hình ở tảng sông Donetsk rất phức tạp, đặc biệt tần suất các cuộc tấn công không ngừng. Tuy nhiên, quân đội Nga đã rõ ràng tỏ ra mệt mỏi. Ngày hôm kia họ chỉ có 3 cuộc tấn công được phát động, ngày hôm qua tăng lên 13 cuộc tấn công. Tuy nhiên, việc quân đội Nga lạm dụng các thiết bị cơ giới trong các nhóm tấn công vẫn liên tục diễn ra. Chúng tôi, tức quân đội Ukraine, đang nỗ lực ngăn cản. Chúng ta vẫn làm như vậy và chúng ta vẫn tiếp tục công việc của mình. Trong khi đó, giám đốc tình báo Ukraine đưa ra một cái nhận định cho rằng cuộc tấn công mùa đông của nước Nga đã sắp kết thúc, mở ra một cái cuộc phản công mới của quân đội Ukraine. Đây là một cái tuyên bố mới nhất của Kirill Budanov, giám đốc cơ quan tình báo. Quân đội Ukraine dự báo cho rằng cuộc tấn công của quân đội Nga đang diễn ra từ năm 2023 sẽ sớm bị tiêu tan và tạo điều kiện cho một cuộc phản công mùa xuân của Ukraine sẽ bắt đầu. Theo Budanov cho biết, những thành công rất nhỏ này không phải là một cái điều mà bọn Nga mong đạt được. Đồng thời, Budanov lưu ý quân đội muốn nhanh chóng tiếp cận các tuyến phòng thủ ở tỉnh Kharkov, địa giới hành chính của tỉnh Donetsk với Luhansk, nhưng hóa ra chúng thậm chí không tới gần được. Và thú vị, một cái bản tin cuối cùng liên quan tới việc
gia đình tỷ phú Warren Buffett đã ủng hộ Ukraine. Theo đó, con trai thứ ba của nhà đầu tư nổi tiếng thế giới Warren Buffett đã trở thành một cái nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine. Theo đó, gia đình Buffett đã tuyên bố quyên góp 500 triệu đô la Mỹ hỗ trợ cho Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và dân chủ. Theo đó, con trai của ông Buffett dự định năm nay sẽ chi thêm 300 triệu đô la. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.